video này, Tin Học Shopnow sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bộ lọc để phân loại thư trong tài khoản Gmail. Công việc của bạn thường xuyên nhận và gửi email, một ngày bạn nhận được cả trăm email, trong đó có thư quan trọng, thư không quan trọng và cả thư rác, làm cho bạn phải nôn căng thẳng. Đôi khi hộp thư đến của bạn có quá nhiều thư rác, làm bạn bỏ qua một thư quan trọng thì điều này rất nguy hiểm. Chính vì vậy, trong bài này, Tin Học Shopnow sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bộ lọc để phân loại thư. Ví dụ bạn thường xuyên nhận email quan trọng của Nguyễn Văn A, và bất kỳ email nào của người này cũng rất cần cho công việc của bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một thư mục hay còn gọi là nhãn ở trên Gmail, để khi nhận được email của người này, Gmail sẽ tự phân loại nó vào thư mục Nguyễn Văn A nhằm tránh nhầm lẫn với hàng trăm email khác và hộp thư đến. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện. Các bạn truy cập vào Gmail. Việc đầu tiên là mình cần phải tạo ra một thư mục với tên đó là Nguyễn Văn A, thì các bạn bấm vào danh sách mở rộng và các bạn bấm vào tạo nhãn mới. Tại đây thì các bạn nhập vào tên cái thư mục đó là Nguyễn Văn A. Và các bạn bấm vào nút tạo. Sau khi tạo xong nhãn Nguyễn Văn A thì bây giờ chúng ta bắt đầu thiết lập cái bộ lọc. Thì các bạn bấm vào biểu tượng cài đặt và chọn là cài đặt. Tiếp đến các bạn qua tab bộ lọc. Tại đây thì các bạn bấm vào tạo bộ lọc mới. Và các bạn tại ô đầu tiên đó là từ. Thì từ ở đây là bắt đầu từ cái địa chỉ email nào gửi tới. Giả sử cái địa chỉ email của Nguyễn Văn A đó là như trên màn hình. Và các bạn có thể thêm các bộ lọc, ví dụ như trong cái nội dung email này có chứa các cái từ hoặc là không chứa các cái từ này thì sẽ được chuyển tới cái thư mục Nguyễn Văn A. Thì đây mình chỉ cần quan tâm tới là khi nhận được email của địa chỉ của Nguyễn Văn A này thì sẽ làm gì tiếp theo. Thì các bạn bấm vào tạo bộ lọc với tìm kiếm này. Tại hộp thoại tiếp theo thì các bạn chú ý tới hai mục chính, đó là mục bỏ qua hộp thư đến lưu trữ. Nếu các bạn đánh dấu vào mục này thì khi nhận được email của người Nguyễn Văn A thì tại hộp thư chính sẽ không có hiển thị cái nội dung email này mà được chuyển trực tiếp vào trong thư mục Nguyễn Văn A. Còn nếu các bạn không đánh dấu chọn thì hộp thư chính vẫn hiển thị cái email của người này, và trong cái thư mục Nguyễn Văn A cũng vẫn hiển thị cái email này. Thì để tránh rối, các bạn đánh dấu và bỏ qua hộp thư đến. Và mục tiếp theo đó là các bạn đánh dấu vào mục áp dụng nhãn và các bạn chọn tới thư mục là Nguyễn Văn A hoặc là thư mục nào mà các bạn đã tạo. Ở đây còn có một số cái tính năng khác thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Các bạn cũng có thể phân loại cái email này là thuộc về cá nhân, quảng cáo hay là một số cái nội dung nào đó. Ở đây mình cũng không quan tâm đến mục đó. Và ở đây các bạn cần quan tâm đến một mục nữa là đồng thời áp dụng bộ lọc cho không cuộc hội thoại phù hợp. Ở đây là mình chưa nhận bất kỳ email nào của cái địa chỉ email đó là của Nguyễn Văn A này. Nếu các bạn có thì các bạn có thể đánh dấu ở đây để những cái email mà các bạn đã nhận trước đó của Nguyễn Văn A sẽ được chuyển trực tiếp vào cái thư mục Nguyễn Văn A mà chúng ta mới tạo. Ở đây mình không có thì không đánh dấu, và các bạn bấm vào tạo bộ lọc. Như vậy là chúng ta đã tạo thành công. Bây giờ mình sẽ dùng cái email của Nguyễn Văn A này để gửi thử tới cái địa chỉ này để xem cái tính năng của lọc hoạt động như thế nào. Bây giờ mình sẽ gửi một nội dung từ cái địa chỉ của Nguyễn Văn A gửi tới cái địa chỉ mà mình mới tạo cái bộ lọc. Ở đây người nhận. Chủ đề nó là thử nghiệm bộ lọc. Và các bạn soạn nội dung và bấm vào nút gửi. Bây giờ chúng ta truy cập qua lại với lại tài khoản của đã được tạo bộ lọc để chúng ta quan sát. Như vậy là chúng ta đã nhận được một thư của Nguyễn Văn A được chuyển trực tiếp vào cái thư mục Nguyễn Văn A, và tại hộp thư đến là không có cái email của người này. Bây giờ chúng ta truy cập vào thư mục Nguyễn Văn A. Ở đây chúng ta đã nhận được cái địa chỉ email này. Thì với cái tính năng này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn khi các bạn thường xuyên phải nhận email, để tránh nhầm lẫn các email hoặc là bỏ sót các email mà chúng ta nhận đến hàng ngày. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.